Chào các bạn, như các bạn có thể thấy thì tóc tôi đang như lông lờ. Nhưng mà đó chỉ là để làm nền cho bộ sưu tập mới nhất của trùng cuối, bộ sưu tập One Piece. Ở đây chúng tôi có áo One Piece, cũng là One Piece và vẫn là One Piece. Đây là hình trên One Piece. Từ 25 tháng 11 này thì trùng cuối đang có chương trình siêu khuyến mãi. Với mỗi đơn hàng trên 500.000 thì bạn sẽ nhận được những ưu đãi cực kỳ lớn như là tặng tranh, móc chìa khóa này, free ship, hoàn xu, các thứ. Cùng với đó, chúng tôi mới mở shop trùng figure. Đây các bạn thấy trùng figure đây. Nơi chúng tôi bán figure đủ các thể loại từ One Piece, Chainsaw Man, Marvel cũng có. Chi tiết về các chương trình ưu đãi thì bạn có thể bấm vào đường link ở phần mô tả và bình luận để xem thêm. Đừng làm bố mày chán. Đó là câu cửa miệng của Freddie Mercury, ca sĩ chính của Queen, một trong những ban nhạc rock tuyệt vời nhất mọi thời đại. Anh đã sống một cuộc đời huy hoàng và đẹp đẽ, và bộ phim Bohemian Rhapsody mà tôi sắp recap đây sẽ kể cho bạn về cuộc đời đó, cuộc đời mà Freddie Mercury đã dâng hiến cho âm nhạc. Không, Farouk, chúng ta là người châu Á, chúng ta dành buổi tối để học toán, và trong thời gian rảnh thì chúng ta nghiên cứu về lượng tử, chúng ta không la cà ban đêm, nghĩ về tương lai đi, ý nghĩ, lời nói, hành động phải ra dáng. Và cái mơ đó đã đưa bố đến đâu? Luôn muốn chối bỏ gốc gác của mình, chàng trai trẻ Farouk Bonsara kiên quyết muốn mọi người gọi anh là Freddie. Nơi Freddie thường lui tới mỗi tối là một quầy bar, nơi một ban nhạc rock hay đến trình diễn. Freddie vẫn luôn ấp ủ một niềm đam mê với ca nhạc và khao khát được sống với đam mê đó. Buổi diễn tuyệt vời phết, cảm ơn bro. Tôi theo dõi nhóm các anh cũng lâu rồi, một nhạc sĩ tương lai, còn cậu học vật lý thiên văn nhỉ. Tôi là sinh viên khoa thiết kế và tôi cũng viết nhạc. Mấy anh có muốn à? Ca sĩ chính của bọn tôi vừa rời nhóm mà bro. Vậy các anh sẽ cần một ca sĩ mới. Tôi thì sao? Anh có hay hát không? Có. Trước hay là sau khi anh nạo dừa? I know what I'm doing. Ôi chúa ơi, anh được nhận. Anh rất được nhận, anh vô cùng được nhận. Bình thường, Freddie là một gã lù khù và nhút nhát. Nhưng khi anh lên sân khấu, sự lù khù và nhút nhát biến mất hoàn toàn. Freddie như được tái sinh thành một con người khác. Tự tin, mạnh mẽ, lôi cuốn. Mỗi khi cầm cái mic lên, anh khiến đám đông phát điên. Các hội nhóm sinh viên lập tức yêu cái ban nhạc mới nổi này. Nhưng bốn chàng trai trẻ Freddie Bonsara, Brian May, Roger Taylor, John Deacon muốn nhiều hơn là những buổi diễn trường đại học. Họ bán chiếc xe van của mình để có tiền thực hiện album đầu tiên. Và may mắn thay, một người từ hãng thu âm EMI đã để ý đến họ và gửi album của họ đến tai John Reed, người đứng sau thành công của Elton John. Họ thuyết phục được Reed làm quản lý cho họ. Và với sự hậu thuẫn của John Reed cùng trợ lý Paul Prenter, họ lên như diều gặp gió, lên cả đài BBC. Và thế là bốn chàng trai tài năng bắt đầu khuấy đảo cả nước Anh. Nếu bạn nghĩ điều đó là dễ, thì hãy nhớ rằng thời đó còn chưa có Internet. Và bốn người trong ban nhạc đều đội trên đầu một miếng dè rửa chén mà họ gọi là tóc. Ít lâu sau, Farouk Bonsara chính thức đổi tên thành Freddie Mercury, bất chấp sự phản đối của gia đình, và cầu hôn với cô bạn gái Mary Austin. My precious. Cái gì cơ? À không không, ý em là em đồng ý. Đúng lúc đó thì Brian, Roger và John ùa vào phòng cùng với tin vui về một chuyến lưu diễn ở Mỹ mà John Reed vừa sắp xếp cho. Chuyến lưu diễn thành công ngoài mong đợi. Khán giả yêu Queen, khán giả yêu Freddie. Họ phát điên vì trùng lông ngực cùng cái quần bó của anh, và dĩ nhiên là cả giọng hát và âm nhạc của anh. Nhưng không ai hay biết rằng chuyến lưu diễn này đồng thời tạo ra vết nứt đầu tiên cho cuộc hôn nhân của Freddie với vợ bằng một ông tài xế béo râu ria xồm xoàm có ánh mắt quyến rũ đến kỳ lạ. Họ sau đó gặp Ray Foster, người đứng đầu EMI. Ông ta muốn rót vốn cho họ là một album mới, thành công như album cũ. Nhưng mà Freddie cùng The Boys thì lại có một kế hoạch khác. Họ muốn làm điều gì đó vĩ đại hơn. Họ là những nghệ sĩ, họ không phải những cô mai kiếm tiền. Họ viết nhạc, họ không làm theo công thức. Chúng ta sẽ ra một album tên là Một Đêm Thính Phòng. Chả ai thích thính phòng cả. Nó là album rock and roll với hòa âm của nhạc cổ điển, nỗi đau của bi kịch Hy Lạp, ngôn từ của Shakespeare, niềm vui bất tận của nhạc kịch. Nó không chỉ là một bản thu âm, nó là sự phá cách mà bất cứ ai cũng phải thích. Tôi cam đoan ông sẽ thích nó. Nhưng không đành lòng để cho đứa con tâm huyết của họ, bài Bohemian Rhapsody, bị đem vứt xó, Freddie bèn mang nó đến đài phát thanh Capital Radio. Và đó là khi cơn sốt thực sự bắt đầu. Queen lại nhảy cóc một bước nữa trên mọi bảng xếp hạng. Dù nhận đủ thể loại ý kiến trái chiều, sức công phá của Bohemian Rhapsody là không thể chối cãi. Tính đến nay, nó đã bán được 11 triệu bản trên toàn cầu, trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại. Bốn chàng trai lại một lần nữa sới tung trời Âu và trời Á, trời Mỹ hay bất cứ cái bầu trời nào có thể phủ sóng radio. Và để tôi nhắc lại, họ làm điều đó trong khi đội cái nồi rẻ mà họ gọi là tóc. Tuy nhiên, thành công này lại làm dạn thêm một vết nứt trong cuộc hôn nhân của Freddie. Anh bắt đầu mối quan hệ bia đia với Paul Prenter trong các chuyến lưu diễn. Nhưng Mary Austin là người bạn đời mà Freddie luôn dành những tình cảm đặc biệt, nên anh nhanh chóng thú nhận với cô. Anh nghĩ anh là bisex. Freddie, anh BD. Không, anh nghĩ anh là bisex. Không, anh BD. Tại sao lại nghĩ thế? Anh cơ bản là mặc quần áo phụ nữ đi khắp nơi. Đó là kiểu thời trang của anh, em biết điều đấy mà. Freddie à, em đã thấy anh thầm du với một quân lịch lính cứu hỏa Úc. Này, rõ ràng anh vẫn lên khi với em nhá. Nhưng mà chỉ khi em đeo mặt nạ hình đàn ông thôi. Em bảo em muốn thử cái gì đó mới lạ cơ mà. Đúng, em muốn thử cái gì đó mới lạ.
Nhưng ý em không phải là đeo mặt nạ David Bowie hay gọi anh là con bóng của em khi mà em vẫn còn vân vê đầu ti anh, hay thậm chí là nhét ngón tay vào mông anh. Em bảo em thích nhét tay vào mông anh mà. Ừ thì nó có vị như Cam Merino ấy, nhưng mà đó không phải là vấn đề. Vấn đề là anh cần thừa nhận rằng anh BD. Anh không chỉ BD mà anh kiểu siêu siêu BD ấy. Đấy không phải là sự thật. Anh yêu em và em cũng yêu anh, nhưng mà em không thể tiếp tục nữa. Em biết đây còn không phải lỗi của anh. Năm 1980, Freddie rời nhà đến Kensington. Ông cũng mua cho Mary một căn nhà ngay bên cạnh để cô tiện thăm lũ mèo và để giữ cô ở bên. Nhưng sau một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ vì lý do bể bóng, thì Mary cũng khó lòng mà giữ được sự gần gũi với chồng cũ, tuyệt vọng vì bị bạn hồn đẩy ra xa. Giọng ca chính của Queen bắt đầu chìm vào những cuộc tiệc tùng ăn chơi xa đọa. Alo, Paul, tôi muốn mở tiệc. Tiệc á? Mời ai hả Freddie? Mời tất, dùng một cái cây xem có con khỉ nào rớt xuống thì mời hết. Bất kể có là khổng lồ hay chú lùn, phù thủy hay pháp sư, xì chung hay trấn thành, mời hết. Nhưng hỡi ôi, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Freddie đẩy những người bạn của mình ra xa và sủng ái Paul Prenter. Trong một buổi tiệc, Freddie gặp Jim Hutton, một anh bồi bàn nhất quyết không chịu cho Freddie sờ tới phía sau. Jim có cuộc sống trái ngược hẳn với Freddie, nhưng bằng cách nào đấy, Jim mang đến cho chàng danh ca những cảm xúc mà anh chưa bao giờ có, trước khi biến mất và chỉ để lại cái tên. Trong khi Freddie còn đang choáng, thì phần còn lại của Queen đã đang bắt tay vào thiết kế ca khúc tiếp theo của Brian May. Ý tưởng là để khán giả cũng trở thành một phần của màn trình diễn bằng cách dậm chân và vỗ tay. Và khi Freddie đến, anh nhanh chóng bị thuyết phục. Và đó là cách mà We Will Rock You được vọt ra. Những ý tưởng đột phá của Queen mang đến cho khán giả những trải nghiệm chưa từng có trước đây, hết lần này đến lần khác. We Will Rock You được sử dụng rộng rãi trong các sự kiện thể thao mãi đến tận bây giờ. Chứng kiến sự thành công đó, Paul, người tình của Freddie, bắt đầu ấp ủ những âm mưu ngu si. Hắn bày trò khiến Freddie nghĩ rằng John Reed đang cố tách anh ra khỏi Queen, và thế là Freddie đuổi việc John Reed, giao việc quản lý lại cho luật sư của họ là Jim Beach. Biết trong bãi biển ấy. Anh không thể làm vậy mà không hỏi ý kiến bọn tôi được Freddie ạ. Thôi tôi xin lỗi cục cưng nhá. Anh cần sống chậm lại đấy. Đừng có làm bố mày chán. Có muốn chán thì hát đi này. Dù lục đục nội bộ và có sự thay đổi trong quản lý, nhưng Queen vẫn đang thành công như thường lệ. Ca khúc Another One Bites the Dust mang âm hưởng disco nhạc nhảy và trở thành ca khúc tiêu biểu của năm 1980, trở thành đĩa đơn bán chạy nhất của Queen với doanh số hơn 7 triệu bản, rồi được xếp ở vị trí thứ 34 trên bài hát hàng đầu mọi thời đại của Billboard. Nhưng không ai biết bên dưới thành công đó là lá phổi đang bị tổn thương và sự trống rỗng. Năm 1982, Queen ra mắt bài I Want to Break Free với MV nhại lại phim truyền hình Coronation Street của anh và bị phản đối kịch liệt vì hình ảnh không phù hợp. Vì đa số người trái đất không hiểu cái reference này, họ cho rằng Freddie làm hỏng bài hát, dẫn đến quyết định tách ra solo của anh. Freddie cự cãi lớn với các thành viên khác và thông báo ký hợp đồng với hãng thu CBS, một bản hợp đồng 4 triệu đô, lớn hơn bất cứ hợp đồng nào trước đây của cả ban nhạc. Freddie tỏ ra chán ghét việc phải chung trạ với những người mà anh từng gọi là gia đình. Anh miệt thị từng người một trước khi bỏ sang Munich vào năm 1984. Và tên Paul giờ đóng vai trò quản lý kim người tình thì chỉ góp phần cắt đứt các mối quan hệ của Freddie. Sự nghiệp solo của Freddie chẳng tạo ra cú vang nào, và 4 triệu đô thì chẳng để lấp đi sự trống rỗng. Nó vẫn còn đấy, trình ảnh, to và lờ. Và rồi một ngày, Freddie ho ra máu. Sau một chuyến ghé thăm của vợ cũ Mary, Freddie ngộ ra mình đã sai lầm thế nào khi chìm vào những điều phù phiếm, và cũng nhận ra Paul đã bưng bít thông tin về chương trình Live Aid. Anh liền đổi việc Paul, hắn liền trở mặt bóc phốt Freddie trên mọi mặt trận. Nhưng Freddie kệ mẹ và liên lạc với Jim Beach, hy vọng được kết nối lại với ban nhạc để xin lỗi, để sửa sai. Với một vài yêu sách, Freddie được gia nhập trở lại. Jim Beach liền thu xếp cho họ tham gia Live Aid. Trong quá trình tập luyện cho sự kiện, Freddie thông báo với mọi người về bệnh tình của mình. Nếu có bất cứ ai van tin hay nhăn nhó hay tệ nhất là tỏ ra thương hại tôi, làm tôi chán, thì đấy là những giây phút lãng phí, những giây phút đáng ra có thể dùng để làm nhạc. Tôi không có thời gian để đi in poster tuyên truyền, tôi sẽ sống theo cách của tôi. Thông tin này lưu hành nội bộ nhé. Freddie sau đó cuối cùng cũng tìm ra Jim Hutton và bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Những ngày tháng sau đó, Freddie sống giữa tình mến thương và âm nhạc. Buổi diễn Live Aid thành công vượt bậc, dù đã rất lâu kể từ lần cuối họ trình diễn trước đám đông. Ca khúc Bohemian Rhapsody một lần nữa vang lên, và sau 16 năm kể từ ngày ra mắt, nó lại chiếm top 1 trending trên mọi nền tảng. Những gì diễn ra sau đó thì Wikipedia có. Phim hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.